viết bốn câu này trong bài nào đây, tôi đọc lên để cho quý đồng đạo mình tham khảo, và cũng nhờ cái sự giải đáp của đồng đạo Tư Phương. Sướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chịu phong trần. Nay nhờ đuốc huệ xoay đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Và bốn câu tôi đã đọc xong, nhờ đồng đạo Tư Phương. Quý vị ủng hộ cho chấn chủ chàng phát tay đi chứ quý vị. Và cảm ơn cùng tất cả chư quý vị. Quý vị cũng cho phép chúng tôi chương trình nghi vấn, và để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo nêu lên trong bốn câu thơ của Đức Thầy. Và trong bốn câu thơ mà được đồng đạo nêu đó là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, gây ra kiếp số chịu phong trần. Mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Thưa chư quý vị, như vậy thì ở đây là đồng đạo nêu lên trong bốn câu thơ này là trong cái bài Rứt cái ngu đần của bác anh em chư đồng đạo. Mà cái bài Rứt cái ngu đần này Đức Thầy viết vào năm Nhâm Ngũ, năm 1942. Mà ở nơi đây thì đồng đạo chỉ nêu lên trong bốn câu thôi. Còn mấy lần mà đọc tới nữa đó hen, thì trong đó là muốn bán cái ngu lẫn cái đần. Ngu đần cả nước lẫn cùng dân, sớm đo đòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết tôn lo gỡ nợ nần. Rồi nợ nần tiên tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế nhưng vừa lời với vốn, lẽ gì mà chịu dạy trả ngông hơn. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì cái bài Rước cái ngu đần này đó mà được đồng đạo nêu lên là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Rồi đồng đạo hỏi cái ý sao mà chúng tôi coi như là cùng xin phép cùng với quý vị để bàn nghe. Thưa chư quý vị, ở đây là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, là chúng ta vướng lên một cái nghiệp sống trong cái vũ hoàng này. Trong đó nó có hai phần, một tất nhiên là biệt nghiệp, hai tất nhiên là cái cộng nghiệp. Nếu nói qua cái biệt nghiệp đó thì giàu nghèo, thông minh ngu si, hoặc giả là đẹp trai hay là xấu gì đó vân vân, sao thì đều là cái nghiệp hết. Như vậy thì bây giờ là mỗi người chúng ta sống trong cõi trần này đều có nghiệp, nhưng mà cái đó là biệt nghiệp, thấy không? Kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bổn sẻn tham danh, kiếp sau đói khó nghèo nàn tạp tâm, thì đó là cái nghiệp riêng coi như là có mỗi cá nhân. Ở nơi đây chúng tôi không có bàn cùng với quý vị qua cái nghiệp cá nhân, mà chúng tôi chỉ bàn chung cùng với quý vị là cái nghiệp thuộc về tập thể, cái nghiệp chung. Mà cái nghiệp chung đây là cái bài này là Đức Thầy nói cái nghiệp chung của bác anh em chứ đồng đạo, chứ không phải là cái nghiệp riêng. Cái nghiệp riêng cá nhân của mình thì giờ là mình trả, cái nghiệp của mình tạo như thế nào thì bây giờ là mình phải hưởng thôi cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà ở đây là cái câu này là Đức Thầy cho chúng ta biết là cái nghiệp chung của chúng sanh coi như là tạo ra, mà bây giờ chúng ta phải chịu cái ảnh hưởng của bác anh em chứ đồng đạo. Nghiệp chung đó là cái nghiệp sao? Cái nghiệp chung là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là nam việt cúi lòn dài dầm dạc. Nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời, là tại lẽ trời tất nhiên là cái nghiệp chúng sanh của chúng ta tạo ra, bây giờ chúng ta phải chịu của bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy là cái nghiệp chung của chúng ta là 1050 năm đô hộ giặc Tàu, đến chừng khi Ngô Quyền đánh đổ quân Nam Hán về nước có tự chịu được thời đại. Nói cho nó mau vậy đi, qua cái thời kỳ Tàu đến cái thời kỳ Pháp, bắt đầu từ năm 1858 đó, là cái tiếng súng nổ đầu tiên tại bến cửa Đà Nẵng. Sau khi đó Pháp mới đổ bộ vô, nó tràn coi như là ra miền Bắc chúng. Và trong khi đó nó đánh tiến chiếm coi như là lần vào trong cái miền Nam của mình, của bác anh em chứ đồng đạo. Rồi đến năm 1867 là thống nhất cả coi như là ba miền Nam Trung Bắc hết của bác anh em chứ đồng đạo. Rồi bây giờ đó, đến cái thời kỳ đó đó, thời kỳ của Pháp là chúng ta coi như là phải chịu cúi lòn, phải chịu coi như là dưới gót dài xâm lược của người Pháp, rất là khổ sở. Thưa chứ quý vị, vì vậy cho nên câu này Đức Thầy mới nói vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân. Tất nhiên là có cái nhân, bây giờ chúng ta mới hưởng cái quả. Mà cái nhân đó là cái nhân nào? Thôi giờ nói cho nó mau luôn đi. Đến thời kỳ vua Gia Long nè, Minh Mạng nè, Thiệu Trị nè, Tự Đức. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, nhưng mà đến cái giai đoạn đó là quý vị mình được biết đó, thì bây giờ
cái người Pháp bắt đầu nó chuẩn bị lăm le để mà nó xâm lược đất nước Việt Nam. Cho nên vua coi như là mưng mạng thấy vậy, coi như là đã cấm đạo rồi, nhưng mà chưa đâu. Đến thời kỳ vua Thượng Đức, vua Thượng Đức ra một cái sắc chỉ rất là đặc biệt. Bây giờ nếu người nào mà theo đạo, nếu cái người nào mà theo đạo Gia Tô đó nha, tất nhiên là cái đạo Thiên Chúa, là phải bắt coi như là xử tử của Bát Thánh Đa Chi Luân Đạo. Cái người truyền giáo chứ, đính chánh lại. Cái người mà truyền giáo tất nhiên là trong khi đó là bị xử tử. Còn cái người nào mà theo đạo đó là phải bắt coi như là làm phu gọt đầu môi đen, coi như là cực khổ. Cho nên bây giờ Pháp nó mới lên tiếng. Pháp nó mới lên tiếng bây giờ nó gì bảo hộ cho cái đạo. Đưa cái tờ thương nghị suốt trong thời gian vậy là 7 ngày vậy mà ông vua Thượng Đức không tranh nào. Cuối cùng rồi bắt đầu nó mới là đưa đậu tại bến cửa Đà Nẵng, là bắt đầu nó bắn phá vô. Từ đó trở về sau đất nước Việt Nam chúng ta lúc đó là khí giới đâu có tốt hơn. Cho nên đành coi như là phải chịu bó tay, thua của bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy thì bây giờ vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân là cái nhân tạo. Mà nhân tạo hồi nào? Kể cho mau luôn đi. Sở dĩ người Pháp có điều kiện vào trong đất nước Việt Nam là cái nhân của vua Nguyễn của mình, tất nhiên là Nguyễn Gia Long nè, phải không? Trong khi vua Gia Long đánh với nhà Tây Sơn thua, đoạn sau trong khi đó là ông mới cầu viện, cầu viện coi như là cầu viện ngoài Pháp, gửi hoàng tử Cảnh ra ngoài Pháp. Sau khi đó cô bác anh em với đồng đạo Pháp có dịp, nó mới nói với vua Gia Long là bây giờ mở cửa để bài giai buôn bán. Thưa quý vị, có cơ hội để vô. Vì vậy cho nên sau này coi như người ta mới nói lên cái câu á, là cổng gắn cắn gà nhà rước dâu về dài mã tổ, là ông vua Gia Long. Cho nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại trong đoạn này đó cô bác anh em chị đồng đạo, mà chúng ta phải chịu ảnh hưởng chung trong suốt 83 năm. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, Đức Thầy mới nói đến Nguyễn Chào xa tay một phút, là ông vua nhà Nguyễn trong thời kỳ của tự Đức đó cô bác anh em chị đồng đạo, là đầu tiên là ông vua Gia Long. Đến Nguyễn Chào xa tay một phút, lũ Tây Dương bòn rút mấy bữa năm, là cái người Pháp. Thương dân ruột tím gan bằng rửa chưa xong hận còn căm mối hờn, nay chẳng lẽ ngồi đờn những bản dông quốc ca cho bản chung nghe. Thôi thì ta hãy hiệp bè cùng nhau hiệp sức đặng khoe sức hục. Khắp Bắc Nam đùng đùng một trận ấy mất, mới mong quốc dẫn phản hậu trước là dẹp lũ Tây bồi, là người Tây đó, sao đưa quốc tặc quy hồi dân công. Vậy thì bây giờ qua câu này trở lại đó là vướng nghiệp trần hoàng, là chúng ta vướng cái nghiệp bị đày đọa, bị khổ sở, bị người Pháp coi như là nó đàn áp cái người dân của mình, coi như là khổ sở vô cùng của bác anh em chứ đồng đạo. Cho đến khi Đức Thầy ra đời truyền bá mà cũng không cho Đức Thầy truyền giáo, coi như là khổ sở bằng cỡ nào không. Cho nên Đức Thầy biết than đây là gì đâu, bốc ngọn lửa tầng mà lòng á, mà lòng tăng sĩ như dần nó tan, hay hoặc giả là bỗng hay đâu nghi ngút khói du tần, tăng sĩ phải gắn dù nơi hết đã, hết sức là khổ không. Vì vậy cho nên qua câu này Đức Thầy mới kêu gọi làm sao, là kêu gọi vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân, là chúng ta coi như là vướng cái nghiệp khổ sở, bị đài, bị coi như là người Pháp coi như là ức chế, cái ách nô lệ như vậy, là bởi quả nhân, là cái nhân coi như là của ông cái thời kỳ nhà Nguyễn của mình tạo ra. Bây giờ chúng ta phải chịu cái quả, mới gây ra kiếp số chịu không trận, là cái kiếp số của chúng ta là không trận, là dài dạng, là khổ sở, là nô lệ, thấy không? Đó là gây ra kiếp số chịu không trận. Nhưng mà bây giờ nhờ được Đức Thầy ra đời cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên Đức Thầy đã mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, soi đường tối. Như vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta hiểu được coi như là giáo lý của Đức Thầy rồi, bây giờ con đường rất là sáng lạng rồi, thì sao? Bây giờ chúng ta phải tìm con đường sáng để mà đi. Mà con đường sáng đó Đức Thầy đã dạch lối cho chúng ta. Nếu như theo người Pháp rồi, làm ngơ giả điếc giả câm, tai ôm hũ bạc mắt đăm đăm chờ, giái gần mẫu quốc gặp cơ trở qua, Nam Việt con thờ muôn năm. Thế nào bây giờ vừa câm mà vừa điếc mà vừa tối nữa, coi như là không bây giờ thấy được con đường lối để đi. Cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời mong nhờ đuốc huệ soi đường tối, là cho chúng ta một cái thấy một cái con đường sáng, con đường sáng để trở lại, để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, và chúng ta có cơ hội để mà truyền bá mới được cô bác anh em chứ đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi nước mất cơ đạo của nước mất thì cơ sở của đạo phải bị lấp vùi, mà nước còn thì nền đạo được khoát khai rực rỡ. Chính vì coi như là nước còn, cho nên bây giờ chúng ta phải lo
Hai cô bác anh em với đồng đạo, vậy thì bây giờ mong nhờ Đức Huệ soi đường tối, đặng rứt cái ngu lẫn cái đành. Tất nhiên là để cho chúng ta là rứt cái ngu cái đành này đi, mà cái ngu đành là cái thành phần chạy theo người pháp. Cô bác anh em với đồng đạo, chạy theo người pháp, cho nên Đức Thầy nói cho cái dạng này là ngu đành. Tại vì là ông cha của mình đổ mồ hôi nước mắt khi dựng lên gian sang đất nước, mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi, trải qua cũng lắm hồi giận bỉ rồi, anh em tráng sĩ đứng lên dùi mình lục pháo xông tên liều mình giết giặc xây nền tự do, tiếng roi đại bình ngô sát đát sử sanh còn ngào ngạt hương thơm trong phường giá áo túi cơm. Thành phần này ngu nè, trong phường quý tử mà nhòm đi thôi không. Như vậy thì thành phần này nó thuộc về là cái thành phần coi như là ngu đần của bác anh em chứ đồng đạo, mà Đức Thầy nói là đặng rứt cái ngu lẫn cái đần, rứt cái đó đi. Chứ còn nếu mà chúng ta còn vướng vào trong đó, còn chạy theo nữa thì hoàn toàn coi như là cái người dân mình đều bất lực hết cô bác anh em chứ đồng đạo ha. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói thấy hiểm kẻ vô nghì lạc đạo. Vô nghì tất nhiên là không nghĩa, mà người không nghĩa là cái người ngu, là ngu đần. Nên Đức Thầy nói là thấy hiếm kẻ vô nghì lạc đạo là lạc cái con đường đi rồi, đua một đồng làm bạo làm thằng, đó là ngu đần. Ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện đi, bần tăng dắt dùng trở lại đi nghe, trở lại con đường chánh nghĩa đi cô bác anh em chứ đồng đạo. À, thưa chứ quý vị mình thử nghĩ bây giờ đọc qua lịch sử coi có ngu không. Ông Quỳnh Công Tấn là cái người dân Việt Nam của mình, mà thế mà cái người pháp ban cho một cái chức lãnh binh thôi, thế mà phải còn dẫn cái người pháp để đi qua quốc quốc là bắt mẹ coi như con Nguyễn Trung Trực có ngu không hả. Rồi coi như là bắt một số làng Dương Đông để mà đổi lấy cái mạng của Nguyễn Trung Trực, rồi Nguyễn Trung Trực cuối cùng rồi gì dân gì nghĩa ra đi nạp mình cho pháp. Như vậy thì bây giờ lịch sử bây giờ quý vị mình biết 25 cái đền thờ của Nguyễn Trung Trực đúng không, có cái đền thờ nào mà đền thờ của Quỳnh Công Tấn không cô bác anh em chứ đồng đạo, làm gì mà có. Như vậy thì rõ ràng chỗ này là đặng rứt cái ngu lẫn cái đần. Rồi Đức Thầy mới nói thêm ngu đần cả nước lẫn cùng dân, nào biết toan lo gỡ nợ nần sớm lo lòn cuối chiều ăn ngủ, nào biết toan lo gỡ nợ nần. Nợ nần tiên tổ tạo gây nên là ông Vua Nguyễn hồi xưa đó, con cháu ngày nay phải bao đời là mình chịu dứt nghiệp trần quan nè, phải không? Đành thế nhưng vừa lời với vốn thôi quá rồi, 80 mấy năm rồi thôi, lẽ gì mà chịu giải trả ngông nghênh trả hoài không. Cho nên giờ không có chấp nhận trả nữa, không đành cúi đầu cong lưng để mà trả nữa, mà chúng ta phải dùng dãy lên là thanh niên nghĩa vụ phi thường, phận là phải biết yêu thương giống nồi, phải không? Trải qua cũng lắm hồ giận bỉ rồi, anh em tráng sĩ đứng lên liều mình đục pháo xông tên liều mình giết giặc xây nền tự do. Như vậy đó tất nhiên là chúng ta phải thực hiện cái điều này. Rồi Đức Thầy lại nói cho chúng ta biết là chỉ quân Tây đó thề một tiếng rằng thà cam chết không làm dân bị trị của bác anh em chứ đồng đạo. Thôi thì qua hai câu này, bốn câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin tạm dừng, và xin trả lại cho chấn chủ và ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bạn thêm thì bạn không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ bà con mình vỗ tay nhiệt tình quá à, chắc không có bằng thêm nữa rồi chứ gì. Giờ tôi xin đọc 4 câu tiếp tục của đề tài thứ 2. Cũng may là 4 câu này hỏi đồng đạo tôi phương chứ phải hồi hỏi cũng cỡ như tôi thì chắc nhiều rồi chứ không phải ở đây. Nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, 3 ngày xuân vật bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Ở trong này nhấn hai câu là một bài mà bài nào và ai là người mà bài ra cái lễ Tết này. Nhờ đồng đạo Tư Phương trình bày cho bà con đồng đạo nghe qua. Quý vị ủng hộ cho chấn chủ chàng hóa tay đi cô bác anh em chứ đồng đạo. Và tiếp theo là cái tiêu đề thứ hai cũng là cái loại thơ thất ngôn bắt cú. Thưa chứ quý vị bác tứ cú nhân tứ cú thất cả thất ngôn tứ cú trong cái bắt cú được đồng đạo nêu lên trong 4 câu. Nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, 3 ngày xuân nhật bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Tết rồi Tết nữa Tết liền tai, năm cuối mỗi năm cũng Tết hoài, làm cho dân sự nhu nhơ nhớp chơi giỡn 3 ngày ước xuân lai.
Rồi một lúc lâu lâu một tiếng đùng đúng giờ cũng rước ông bà chung từ bi hai chữ ta ngồi tưởng, không có su mô đốt miệng hùng. Như vậy thì bây giờ qua bốn câu này là được trích trong bài Cám Cảnh Dân Nghèo. Cô bác anh em chưa đồng đạo là cái người dân của mình khổ lắm, mà mình ăn Tết vui để gượng thôi. Cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết nào về xuân ấy là xuân gượng, của bụi đoạn ly gửi thảm sầu thôi, chứ không có lúc nào mà coi như là cái Tết mà vui được hết. Cô bác anh em chưa đồng đạo thì nhân coi như là cái ngày Tết thì bữa nay là cái 21, mới có 21 ngày thôi, là cái hương sinh vẫn còn hưởng phất. Nhưng mà quý vị mình được biết tới nghe là cái năm nay, là cái Tết năm nay đó là không bằng cái năm rồi, mà năm tới nữa chưa chắc gì bằng cái năm nay. Quý vị mà đồng ý không? Cho nên Đức Thầy ước á, ước ao xuân mới bằng xuân cũ, là cái xuân năm nay đó hen là bằng xuân năm rồi thôi, mà cũng không bằng. Không, thanh bạch tâm hồn cuộc thẳng thơi, năm nay thấy ăn Tết nó xuống dốc dữ lắm không? Coi như là người ta coi như là nó nghèo thiếu đủ thứ hết. Cô bác anh em chưa đồng đạo thôi, giờ bàn cái chỗ này đi. Bây giờ bàn cái chỗ này được đồng đạo nêu lên là nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài. Ba ngày sinh nhật bởi nơi ai, rượu trà cờ bạc ôi phung phí, chẳng biết lễ xưa của ai bài. Thưa cô bác anh em chưa đồng đạo, như vậy thì bây giờ mình hỏi thầy đó, hỏi không biết bao nhiêu điều kiện. Lúc đó là những người mà cao đồ của Đức Thầy đi theo Thầy, nhất là ông Hương Hào Khỉ, ông Đặng Thành Tựu rồi đó vân vân. Hỏi Thầy không biết bao nhiêu, Thầy trả lời hết, phải không? Nhưng mà Đức Thầy để lại trong bốn câu thơ này đó là nhắn nhủ khắp nơi luôn, không có nói người nào hết, phải không? Hỏi một bài là cái bài này nè, cái bài Cám Cảnh Dân Nghèo này nè. Mà Đức Thầy hỏi cho ba ngày xuân nhật bởi nơi ai, không ai trả lời. Bác anh em chưa đồng đạo, không ai trả lời đó. Mà rồi bây giờ rượu trà cờ bạc ôi phung phí mà chẳng biết lễ xưa của ai bài. Cái lễ mà coi như là rượu trà cờ bạc này là cái lễ này là của cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi giờ nói cho nó mau đi. Bây giờ nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài, tức là Đức Thầy nhắn nhủ khắp nơi hết mỗi mỗi người người ai trả lời qua câu này cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà lúc đó không ai trả lời thật. Nhưng mà bây giờ cái qua câu sau đó là ba ngày xuân nhật bởi nơi ai, tất nhiên là ba ngày xuân mà chúng ta đang hưởng đây cô bác anh em chứ đồng đạo là do nơi ai tạo. Như vậy cho nên bây giờ chúng tôi được nghiên cứu qua kinh dịch đó, thì bây giờ trong bộ kinh nó cho chúng ta biết đó là nguyên đáng do thị thần nông chế tác. Tất nhiên là cái Tết lễ nguyên đáng đó là do nơi hồi xưa ông vua là thần nông coi như là tạo ra cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ trong cái ngày ba ngày xuân nó sở dĩ có là chính do nơi hồi xưa là trong thời kỳ của Tam Hoàng Ngũ Đế là Phục Hy nè, Thần Đông nè, Quỳnh Đế nè, Thiếu Hiệu nè, Chiên Hút nè, Đế Cốc nè, cô bác anh em chưa đồng đạo. Nhưng mà bây giờ ông vua Thần Đông ông mới chế ra coi như là cái ngày xuân đó để cho chúng ta coi như là để mà hưởng cô bác anh em chưa đồng đạo. Như vậy thì bây giờ nói cho nó mau chọn, còn cái chuyện mà bắt cái con rùa mà trên lưng có chữ hoa đẩu đó nghe, rồi mới gửi cho thời kỳ của vua Hùng nữa cô bác anh em chứ đồng đạo. Rồi trong khi đó làm những người quan cận thần, rồi mấy coi như là nghiên cứu cuối cùng dân cho vua Thần Nông đó. Rồi lúc đó mới nghiên cứu ra coi như là trong đó nó có âm dương và phân ra coi như là Tết cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà cái chuyện nó còn dài dòng quá. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói cùng với quý vị và nghiên cứu trên vấn đề mà ba ngày xuân nhật đó là tại vì hồi xưa không có cái như là định hướng. Tất nhiên là mần cứ việc mần suốt luôn như vậy là không có ngày dừng để ăn Tết. Rồi bây giờ trong khi đó phân ra coi như là âm dương, mà trong khi đó âm dương nó mới sanh ra là ngũ hành. Ngũ hành sanh ra mới tứ tượng, tứ tượng mới sanh ra bát quái, bát quái mới sanh ra thập nhị chi. Rồi trong đó coi như là trong 12 chi là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài. Cho nên trong đây coi như là có bát quái, rồi mới dựa vào trong bát quái, dựa vào trong thập can và tứ nhị chi đó thì bây giờ phân ra một tháng là có 30 ngày. Nhờ bây giờ sau đó coi như một năm vậy là có 360 ngày, là coi như là xong hết trong 12 tháng. Rồi cuối cùng lấy cái ngày cuối cùng là cái tháng 12 đó, tất nhiên là cái tháng 12 là cái ngày cuối để mà ăn Tết. Ăn Tết để cho cái người dân chi? Cái người dân để hưởng trong những ngày Tết đó, để mà trong khi đó để làm cái bổn phận. Mà cái bổn phận đó hồi xưa đó là sao? Người ta thường thường đã dán cái bàn thông thiên là quý vị mình để ý có mấy chữ là Thiên Quan Tứ Phước là dán chỗ bàn thông thiên đó. Thiên đây không phải là thiên trời,
Mà quan đây không phải là cái cơ quan, mà ở đây là thiên quan, tất nhiên là thiên tử và tất cả các vị quan hồi xưa. Để mà trong khi đi là trong những cái ngày Tết đó, là vua coi như là mới đi, coi như là để là nghinh là xa giá đâu đó đàng hoàng đi, tất cả theo gọi là đi kinh lý. Thì bây giờ cái người dân người ta mới đặt bàn hương án để mà cầu nguyện trời Phật, cầu nguyện cho các vị thiên tử và các quan đó ta đi, để mà ta ban phước gọi là tứ phước. Tứ phước có nghĩa là tứ là cho, phước là cho phước. Như vậy thì bây giờ hồi xưa là có như vậy, người ta mới viết cái liễn để bàn đông thiên. Mà giờ có đâu mà cũng viết cái bác anh em chân đạo, mà viết có nhiều khi không biết chữ nho và dán ngược nữa chứ. Dán ngược, thấy dán ngược, nhiều người dán ngược chứ không phải không có. Cho nên ở nơi đây là Đức Thầy mới cho chúng ta biết là nhắn nhủ khắp nơi hỏi một bài ba ngày sinh nhật bởi nơi ai. Như vậy thì bây giờ ba ngày xuân nhật chính là do nơi ông vua thần nông tạo ra, và cái Tết hồi xưa là như vậy. Cái Tết tất nhiên là lập bàn hương án cầu nguyện, ăn chay nằm đất cầu nguyện Phật trời, cầu nguyện cho quốc thế dân an phong điều vũ thịnh, nghe không? Rồi người ta hành như vậy đó, tất nhiên là cái Tết là đúng đắn theo cái đường hướng của ông vua thần nông tạo ra. Rồi bây giờ Đức Thầy mới viết qua hai câu sau đó là rượu trà cờ bạc ôi phung phí. Thì cái Tết hồi xưa không có cái kiểu này, không có cái kiểu rượu trà cờ bạc, không có cái kiểu như là để mà chơi bời với nhau, là âu phung phí. Mà chẳng biết cái lễ xưa của ai bài, Đức Thầy nó không biết cái lễ này của ai bài. Còn cái lễ coi như là Tết thì có là vua thần nông tạo ra bài ra. Nhưng mà cái lễ mà đánh bài, đánh bạc, uống rượu coi như là sai xỉn, chuyện này chuyện kia đó cô bác anh em chứ đồng đạo, thì Đức Thầy nó không biết cái lễ này của ai bài của bác anh em chứ đồng đạo. Thôi giờ nói mau luôn đi. Bây giờ cái lễ coi như là đánh bài, đánh bạc, coi như là uống rượu, coi như là sai xỉn, chuyện này chuyện kia đó là hồi xưa thời kỳ của người Pháp. Người Pháp nó mới đưa lên coi như là một cái chính sách gọi là ngu dân dễ trị. Cho nên để cho cái người dân mình càng ngu chừng nào nó trị dễ chừng nấy. Cho nên nó mới bài ra, Đức Thầy còn nhắc lại trong bài không buồn ngủ nè quý vị, mình cũng được đọc cứ nhớ vào. Chúng tôi xin nhắc lại đây: nào hút thuốc phiện hậu ve chai, nào chùm đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khổ than dùm dân tộc quá hư hèn, diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống rùa thôi. Như vậy bây giờ cái lễ này coi như hồi xưa Pháp coi như nó bài ra, mà bài ra cái bộ bài cào quý vị mình giờ còn để ý nhớ không? Cái thằng già con đầm nghe không, rồi thằng bội, bội đấy là tây, mà già đi cũng là tây, đầm cũng là tây, già cơ già khuất già chuồng rủ nhau bơi xuồng đi lãnh cuộn dao. Già cơ mới hỏi làm sao về cái gì cào ba dạo lúc cơm thua quá lãnh lính lúc trước nghe không? Đó là Pháp nó bày ra cái bộ bài cào chứ ai bày ra. Rồi bây giờ là chẳng biết lễ xưa của ai bài, tất nhiên cái lễ của người Pháp nó bày ra của bác anh em chưa đồng đạo, rồi chúng ta coi như là chạy theo đó mà quên đi cái bổn phận của mình ăn Tết. Tất nhiên là cầu trời khấn Phật, cầu nguyện cho quốc thế dân an và cầu nguyện cho bá tánh được bình yên vô sự. Đó là cái chính thức của ngày Tết, thưa quý bác anh em chưa đồng đạo. Thôi thì ở nơi đây chúng tôi trình bày cũng gọn gọn vậy thôi nghe, và xin trả lại ý kiến của toàn thể chư quý vị, nếu có điều chi bàn thêm thì bạn không có, xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ cái lễ mà ăn nhậu cờ bạc này thì không biết ai bài rồi đó, là bó tay rồi đó. Bác mà bài mình đổ thừa cho nó chứ bây giờ mình làm không à. Giờ tôi xin đọc qua cái nghi vấn thứ ba của một đồng đạo hỏi là: nhắn cùng bổn đạo gần xa, ta về âm cảnh thiết tha tâm tràng. Hỏi là thắc mắc đồng đạo này, vấn chủ này thắc mắc âm cảnh là cảnh nào mà Đức Thầy phải về. Và trước khi giải đáp cái phần này thì nhờ đồng đạo mình, câu này khó, thành ra đồng đạo mình vỗ tay một cái cho thiệt lớn và trả lời mới nổi đó. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay văn dày quý vị ủng hộ cho chương trình trao đổi vô lý. Và tiếp theo là được đồng đạo nêu lên hai câu, và trong hai câu đó là nhắn cùng bổn đạo gần xa hả? Ta về âm cảnh thiết tha tâm tràng, đời nay hiếm kẻ ginh ngang, chẳng kiên lời lẽ Phật đàn từ bi. Thưa cô bác anh em chư đồng đạo, hai câu này chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi.
Và cái bài này Đức Thầy viết ở tại tổ đình của bác anh em với đồng đạo, có 158 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Bây giờ đồng đạo mới đưa lên hỏi cái ý là vắng cùng bổn đạo gần xa, ta về âm cảnh thiết tha tâm tràng. Nhưng mà đồng đạo thắc mắc, thắc mắc trong cái chỗ là ta về âm cảnh, mà quý vị mình được biết cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi này Đức Thầy viết vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, cho đến cái ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn Đức Thầy mới bị người Pháp câu luôn, đúng vậy không? Nhưng mà bây giờ Đức Thầy đã tiên tri là Ngài sẽ xa cách bổn đạo trong thời gian, xa cách bổn đạo trong thời gian chứ không có lâu, cô bác anh em chứ đồng đạo. Như vậy là cái thời gian từ ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn cho đến cái ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn, đó là quý vị mình coi lại trong giáo lý đi, Đức Thầy không có viết một bài nào hết. 9 ngày coi như là Đức Thầy trở về cái cảnh đó. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, cho nên trong cũng trong cái bài từ giả bổn đạo khắp nơi này, Đức Thầy mới nói tạm đây ta mắt lui hài, vì trên bệ ngọc á kiểu rài hồi quy, không đành tách cốt ca đi, nên dùng lời lẽ từ thì bá gia. Như vậy thì Đức Thầy coi như là xuống trần dạy dỗ cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939, phải không? Trong thời gian 6 tháng, 600 thầy tớ giải vào quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi, phải không? Hay là giảng dân 6 tháng vậy thì xem sao? Như vậy là trong thời gian đó là Đức Thầy mới trở về âm cảnh. Bây giờ cái cảnh chúng ta đang sống đây là cái cảnh dương gian, cái cảnh dương trần. Dương gian tất nhiên là trong khoảng không gian, mà dương là mặt trời, là chúng ta sống với cái ánh nắng của mặt trời nên gọi là dương, là cảnh sống chúng ta là dương. Rồi bây giờ những cái cảnh sống mà không có mặt trời là cảnh âm. Ví dụ như bây giờ cái cảnh cực lạc, cảnh cực lạc hay là các tầng trời coi như là trong khi đó cũng là cảnh âm, chứ đâu có phải coi như là âm phủ đâu. Có nhiều người nói câu này Đức Thầy mất rồi, Đức Thầy coi như là không có trở lại đâu. Không đúng, cô bác anh em trên đạo hoàn toàn sai. Như vậy là âm tức là ở đây là những cảnh giới không có mặt trời. Như vậy là quý vị mình biết cái cảnh cực lạc cũng không có mặt trời, và bây giờ cái cảnh coi như là 33 tầng trời cũng không có cái mặt trời, sống coi như là do nơi thần thông chiếu diệu mà bây giờ có một cái cảnh sát thôi, phải không? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy trở về âm cảnh là trở về cảnh nào, cô bác anh em với đồng đạo? Trở về âm cảnh tất nhiên là cảnh âm, mà cảnh âm tất nhiên là cái cảnh thế giới vô hình. Mà thế giới vô hình nó là sao? Là cảnh giới mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó nghe, là Đức Thầy nó nay Thầy chịu lĩnh về Tây, đúng không? Nay Thầy chịu lĩnh về Tây tất nhiên là về bên Tây Phương đó bến á. Tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua là trong thời gian 9 ngày Đức Thầy qua trở lại. Cô bác anh em với đồng đạo, phải không? Đó là ta về âm cảnh. Đức Thầy cũng nói về âm cảnh là không những về bên cảnh Tây Phương, mà Đức Thầy còn nói về bên cái cõi trời chứ nữa. Cõi trời đâu, Đức Thầy mới nói là tới đây từ biệt khắp cùng, Thầy lìa khỏi xác. Đó là ta về âm cảnh đó. Thầy lìa khỏi xác mà thiên cung phản hồi, mà thiên cung phản hồi là cái chỗ như là của ông vua, ông mà Đức Phật Di Lặc ở, phải không? Là cõi trời đau lợi. Như vậy thì bây giờ Ngài về trên cái cõi trời đó là thiên cung phản hồi, cô bác anh em với đồng đạo, là trở về nơi vị trí đó. Như vậy thì bây giờ đồng đạo thắc mắc trong chỗ này là có cái chỗ là ta về âm cảnh thôi. Như vậy là âm cảnh là Đức Thầy về cái cảnh âm là cảnh nào? Xin trả lời mau cùng với quý vị là cảnh Tây Phương là cảnh âm, cảnh trời là cảnh âm, và cái cảnh không còn hiện diện ở nơi cái cảnh dưới ánh mặt trời là chúng ta đang sống nơi cõi ta bà này, là ở nơi cõi ta bà này là cảnh dương, ngược lại là chúng ta sống cảnh âm. Thưa bác anh em chưa đồng đạo, vậy thì bây giờ ở nơi đây Đức Thầy cho chúng ta biết Ngài là một vị Phật, Ngài muốn sống trong cảnh dương là cảnh dương, sống trong cảnh âm là cảnh âm. Cho nên đóng ngoặc tôi kể quý vị nghe một chuyện bên Thầy. Lúc Đức Thầy ở tại Sài Gòn đường Lê Phêu, thì lúc bây giờ có như là có ông Hương Hào cùng với coi như là ông Dốc Hương để mà đi thăm Thầy, cô bác anh em với đồng đạo. Thưa chứ quý vị, thì lúc bây giờ đi, hồi xưa đi bằng ghe, thì bây giờ đó là ông Hương Hào đó, ổng ở dưới ghe, ổng chờ ông Thầy Dốc Hương đi lên trước để mà gặp Thầy và xin phép để mà cho được thăm Thầy. Thì bây giờ đó
lúc đó thời kỳ coi như là cũng pháp nó rất là căng, cho nên nó khó khăn lắm. Cho nên bây giờ cô bác anh em chứ đồng đạo, ông giáo Khương đi lên trước đi một đoạn vậy đó, cái gặp cái một cái vị này coi như là mang dài thắt cà vạt, ăn tay ni đậu nóng nỉ, câu sang trọng lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Ông Hương Hảo ông đợi chứ kia muốn gần chết, mà ông giáo Khương đứng đó nói chuyện với cái ông này hoài. Ông lên ông thấy bực mình rồi, ông nói tôi không biết anh ngồi dưới ghe nắng muốn gần chết mà đợi ông, mà tại sao ông gặp cái ông này mà ông nói chuyện gì mà ông nói nãy giờ lâu dữ hả? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, hiện giáo Khương trả lời nãy tôi nói chuyện với thầy đó mà ông không biết sao. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, thầy gì mà vậy, thầy tôi biết gần lắm mà đâu phải thầy gì. Đây là cảnh âm. Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cái cặp mắt của mình nếu như chưa có phải là thiên nhãn, chưa phải là Phật nhãn thì hoàn toàn không thấy vào cảnh âm. Còn bây giờ cái chỗ nào mà Đức Thầy cho thấy mới thấy, còn không thấy hoàn toàn không thấy được. Cũng cảnh âm cũng coi như là trong dân gian của mình đây thôi, nhưng mà có điều kiện là người nào mà trong khi đó có duyên với Phật nhiều lắm nó nghe mới thấy được cảnh âm, còn hoàn toàn không thấy. Các anh em chưa được đọc. Vậy thì bây giờ trở lại hai